Rồi mình hướng dẫn các bạn cách chỉnh mấy mã hoạch mà mình có thể sử dụng để in-build nha. Rồi mình vào cửa sổ window này, mình chọn control này. Bấm vào. Rồi mình chọn view device and printer nha. Nếu như mà nó không có hiện cái bảng này thì mình bấm cái đầu tiên. Rồi nó hiện ra bảng này nha. Rồi sau đó nó hiện ra tất cả cái máy in của mình. Thì đây là máy in mã vạch này. Mà muốn chỉnh in build á, thì mình phải chỉnh kích thước cái độ dài của cái động build đó. Thì các bạn cứ ước tính là build của shop mình á, thì bình thường ra chiều dài là bao nhiêu. Rồi mình bấm chuột phải vô này, printer này, general này, delivery này. Mình bấm bay setup này. Cái chỗ này nó sẽ set kích cỡ của mình. Rồi mình chọn cái new này. Ở đây là build thì mình chọn là build ha. Bề ngang của máy in của mình là 80 mm này. Còn chiều dài á, thì bình thường mình cứ quy ước đi, thì mấy bạn độ chiều dài của mình khoảng 150 thì mình để 150 mm, hoặc là 20 mm thì mình để là, hoặc là 200 mm đó, thì mình để là 200 mm thôi. Rồi xong bấm ok ha. Rồi apply này. Ok. Ok vậy là xong ha. Rồi bây giờ mình in thử nha. Mình chọn là máy in máy của mình là in mã vạch ha. Đó, sau khi mà mình set xong rồi á thì bạn thấy cái đoạn bill của mình này. Đó. Cái này là 80 này, cái này là từ trên xuống dưới là 20 này. Khi mà in vậy thì nó sẽ dư cái đoạn này. Cho nên là tùy theo cái cửa hàng của các bạn, như cửa hàng của mình đi thì nó bị dư, thì mình chỉ cần set bạn là 80, bề dọc là tầm 12 là được. Rồi sau đó bấm bấm in là được. Mình chọn đúng tên máy in này, sau đó bấm in là được ha. Rồi để mình in mẫu in bill khác nha. Như cái này mình mẫu bill của bộ in hóa đơn này. Thì cái mẫu in này nó sẽ dài hơn. Đó, khi mà mình set 20 á, thì nó không vừa, nó sẽ sang trang thứ hai luôn. Cho nên là nếu như mà shop nào mà cái khổ giấy in của mình nó hơn 20 á, thì mình set tầm 25 23 gì đó. Nói chung là tùy tùy bill mỗi người thôi.